chịu quay rồi, bữa đó mày quay cái máy chung cũng vậy, nó lại lòng xong đó. Bữa đó chắc chịu rồi em mới không có gì quay á. Rồi, xuất phát mấy bạn ơi. Rồi, máy cắt lúa Kubota xuất phát luôn. Đẩy kìa mấy bạn, kinh quá trời, phải đẩy mấy bạn ơi, mấy bạn nó cực. Mấy cậu lúa là muốn chết luôn bây giờ. Rồi cụ ta chuẩn bị băng mẫu nè, xem nè, không cắm đầu cắm cổ mới lạ. Thấy không, cổng viết lên trời liền đó, ghê chưa.